ayo satu. Kawan. Ủa Thanh ơi, bạn bên kia người nước ngoài hay người Việt vậy Thanh? Ờ, chị thấy không phải người Việt á. Đồng loại với chồng nhau quá. Thanh hay quá trời. Hay, tướng hay lắm luôn á. Cậu Thanh nè, tướng Thanh đập cho chết. Ghê không? Thôi đừng thấy hồ anh ơi. Thôi anh ơi. Hay. Hay quá. Hay nữa ơi. Hay. Không, em phải nói dở, em hiểu không? Chị dặn rồi. Em phải nói người ta tánh dở quá. Có gì đâu hay. Hay quá. Ao.